bộ phận trên cơ thể sẽ cho biết bạn có sống thọ hay không. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, người xưa có câu, cuộc sống của một người được giấu trên khuôn mặt và nhìn vào khuôn mặt có thể nhận ra một người có sống thọ hay không. 1. Nước da hồng hào. Qua nước da có thể nhìn ra bên trong cơ thể một người. Nếu người đó có nước da hồng hào thì khí và máu đang vận hành rất tốt, cơ thể khỏe mạnh. Khi con người đến tuổi trung niên, chức năng cơ thể suy giảm, khí huyết lưu thông kém, thường sẽ xuất hiện hiện tượng môi và da thâm sạm. Đây đều là biểu hiện của khí huyết và tinh khí đều bị tổn hại. Nếu sau 70 tuổi mà sắc mặt vẫn hồng hào thì xin chúc mừng bạn có vóc dáng trường thọ. Một giáo sư người Anh cũng đã tiến hành một thí nghiệm. Qua điều tra, 1826 cặp song sinh trên 70 tuổi phát hiện những người có nước da đẹp và ngoại hình trẻ trung hơn thường sống lâu hơn, trong khi những người trông già hơn thường chết trước. 2. Đôi tai dài dày. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng tai dài dày là biểu hiện của thận khí đầy đủ. Các nghiên cứu đã phát hiện những người có đôi tai dài dày hơn có tuổi thọ cao hơn. Giáo sư của Đại học Y thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, cuộc khảo sát cho thấy tai của những người sống đến 100 tuổi đều dài trên 8 cm. Những người có tay trên 7,1 cm có thể sống đến hơn 90 tuổi. 3. Răng chắc khỏe. Răng của hầu hết những người trường thọ vẫn còn ngay ngắn và có thể giữ được đầy đủ các chức năng, đặc biệt đối với người trên 80 tuổi. Nếu vẫn 20 chiếc răng nhai được, đây chắc chắn là đặc điểm trường thọ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Lão Khoa Mỹ mới đây cho thấy, sức khỏe răng miệng có thể là một yếu tố dự báo sống lâu. Nhiều nghiên cứu trước đó cũng cho thấy mất răng dự báo tuổi thọ bị rút ngắn. Những người có sức khỏe răng miệng kém có liên quan đến nhiều bệnh tật mãn tính. Nghiên cứu tìm thấy vi khuẩn miệng và vi khuẩn viêm đú răng nghiêm trọng, có thể thấy nguyên nhân của các bệnh tim, tác động mạch và đột quỵ, viêm phổi, loãng xương. 4. Eo thon, dáng người vừa phải. Sau khi về già thì nhiều người nếu không chú ý kiểm soát chế độ ăn uống thì sẽ dễ bị béo bụng, đặc biệt là đối với phụ nữ. Vòng eo quá lớn không hề tốt cho sức khỏe. Các nhà nghiên cứu của Mỹ đã tiến hành khảo sát với gần 45.000 phụ nữ và phát hiện ra rằng người có vòng eo trên 89 cm có nguy cơ tử vong cao hơn những người eo dưới 71 cm, lên đến 79%. Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng phát hiện cứ mỗi 2,54 cm số vòng đo eo tăng lên, nguy cơ ung thư có thể tăng gấp 8 lần. 5. Tầm vóc thấp bé. Trên thực tế thì có nhiều bằng chứng cho thấy là có mối tương quan nhất định giữa tuổi thọ và tướng mạo của con người. Một cuộc khảo sát về những người sống lâu trăm tuổi thực hiện trên 200 người đàn ông và 400 người phụ nữ cho thấy chiều cao trung bình của nam giới là 1,67m và nữ là 1,57m. Những người thấp thường có nhiều gan trường thọ hơn trong cơ thể. Vì vậy, nếu bạn thấp, đừng quá tự ti vì trên thực tế đây là một ưu điểm. Biết đâu, trường thọ sẽ tìm đến bạn. Quý vị thân mến, nếu không có nhiều đặc điểm trên, chuyên gia khuyên bạn là nên rèn luyện các thói quen tốt, biết đâu cũng có vóc dáng trường thọ. Đầu tiên, giữ tâm lý ổn định. Hầu hết những người trường thọ đều có tư tưởng cởi mở, phóng khoáng. Cho dù là có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không vì một số chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Ngoài ra thì bạn nên tập thể dục nhiều hơn, bỏ rượu và thuốc lá, đại tiểu tiện đều đặn. Uống trà xanh được xem là cách để trường thọ vì trà xanh có thể thúc đẩy nhu động ruột, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, bài tiết chất độc và chất chuyển hóa tích tụ trong cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, môi trường bên trong thanh sạch hơn. 5. Biểu hiện ở người sau 60 tuổi, báo hiệu sống lâu. Quý vị thân mến, khi lớn tuổi để biết cơ thể có tốt hay không, chúng ta thường phải đi kiểm tra, đồng thời cũng cần quan sát hoạt động của cơ thể. Bất kể là nam hay nữ, nếu sau 60 tuổi bạn vẫn còn 5 biểu hiện dưới đây, báo hiệu sự trường thọ. 1.
nước da trông đẹp. Người già có trạng thái tinh thần tốt thì có khả năng sống lâu hơn, tránh xa bệnh tật. Mặt khác, chúng ta phải nhìn vào nước da. Nếu một người già trông hồng hào thì phải khỏe mạnh. Nếu trông xanh xao hoặc đờ đẫn thì phải cảnh giác cao độ với bệnh tật. Chẳng hạn như là thiếu máu nặng có thể khiến da nhợt nhạt. Một số người mắc bệnh gan, bệnh thận, bệnh phổi, bệnh tim có thể khiến da sẫm màu. 2. Đi đứng vững vàng. Đi bộ có thể rèn luyện thân thể và việc một người có thể sống lâu hay không cũng có thể nhìn thấy từ việc đi bộ. Nếu đi lại mạnh mẽ, dáng đi vững vàng, không có hiện tượng lắc lư thì rõ ràng là sức khỏe tốt. 3. Răng chắc khỏe. Tiêu chuẩn về sức khỏe răng miệng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, một người 80 tuổi phải có ít nhất 20 chiếc răng. Chức năng tức là răng có thể nhai thức ăn bình thường và không bị lung lay thì mới có sức khỏe tốt. Đây thực sự là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó thì những người lớn tuổi, các bệnh về dạ dày và đường ruột dễ dàng bị tổn thương. Các bệnh về đường tiêu hóa không chỉ gây nguy hiểm cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ. 4. Là thở thông suốt. Càng lớn tuổi, nhiều người già mắc các bệnh về tim phổi khi bệnh tim tấn công thì khối lượng hoạt động sẽ giảm. Biểu hiện rõ nhất là không thể leo cầu thang. Nhiều người không chịu nổi khi mà leo lên một tầng. Có người thở dốc sau khi di chuyển chức năng. Chức năng tim phổi suy giảm chắc chắn chất lượng cuộc sống rất kém. Những người có chức năng tim phổi bình thường có thể thở nhẹ nhàng và leo lên các tầng mà không gặp vấn đề gì. 5. Tay chân không tê, không nhức đầu, chóng mặt. Đối với người lớn tuổi thì tai biến mạch máu não là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất, có thể đe dọa tính mạng và tàn phế con người. Người bị tai biến mạch máu não dễ bị lạnh tay chân, tê bì, tay chân cử động kém, chóng mặt, đau đầu. Sau tai biến mạch máu não thì dù cứu được tính mạng thì những di chứng để lại có thể ảnh hưởng suốt đời đối với người cao tuổi như là liệt nửa người, mất khả năng tự chăm sóc bản thân, suy dinh dưỡng, cứng khớp, teo cơ, lở loét. Quý vị thân mến, nghiên cứu khoa học chứng minh người đoản thọ và người trường thọ có 4 điểm khác nhau. Cứ thong thả từ từ mà tới, không cầu nhanh, chỉ mong ổn, đó mới là đạo trường sinh. Cổ nhân có câu, sinh tử diệt đại sự hỷ. Trên đời này, ngoài việc sống chết là chuyện lớn ra, thì mọi thứ còn lại đều là việc nhỏ. Bản chất của sống chết chính là hai từ mà chúng ta hay nhắc tới, tuổi thọ. Có rất nhiều nhân tố quyết định tuổi thọ của một người. Rất nhiều người cho rằng sống chết có số, phú quý tại trời. Tuổi thọ của một người suy cho cùng thì không do chúng ta quyết định, mà hoàn toàn là do ông trời quyết định. Thực ra là cách nói như vậy không có gì là sai, chỉ có điều là nó hơi không tích cực. Bởi lẽ tất cả mọi chuyện đều có 3 nhân tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa tác động. Thiên thời chính là ý trời, chúng ta không thể can dự. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhúng tay vào nhân hòa cũng như là bắt đầu thay đổi từ chính mình, biến cuộc sống của mình trở nên rực rỡ hơn. Thực ra thì giữa người trường thọ và đoản thọ có tồn tại những khác biệt ở 4 phương diện dưới đây. Chúng ta có thể chú ý và thay đổi cho phù hợp. Người trường thọ sở lợi, trọng lượng. Người đoản thọ tính toán so đo, bụng dạ của một người ra sao thường có thể quyết định người đó có thể đi được bao xa. Lấy ví dụ về Tư Mã Ý và Chu Du trong Tam Quốc Diễn Nghĩa để hiểu rõ hơn. Chu Du bụng dạ quá hẹp hòi, tính toán so đo ở rất nhiều chuyện. Ông ra đi ở tuổi rất trẻ, hơn nữa ra đi còn là vì tức mà chết, và người chọc tức ông chính là Già Cát Lượng. Còn Tư Mã Ý thì sao? Tư Mã Ý là kiểu tẩm ngẫm tầm ngầm. Gia Cát Lượng có khích bác tới đâu, thậm chí là ngầm mắng Tư Mã Ý là đàn bà đi chăng nữa, thì Tư Mã Ý cũng chẳng thèm tức, chẳng thèm ra nghênh chiến. Vẫn cứ ngoan cường tiếp tục kế rùa trục cổ của mình, nào đâu có tức giận vì bị mắng chửi. Cô bị một người chọc tức, nhưng một người thì tức mà chết, còn một người thì lại sống rất lâu. Không chỉ sống lâu hơn cả ông chủ của mình mà còn lâu hơn cả những anh tài khác, để rồi thống nhất Tam Quốc, bá chủ thiên hạ. Đây chính là sự khác biệt giữa người trường thọ và người đoản thọ. Một người nếu quá tính toán so đo với một chuyện vô cùng nhỏ nhặt, vậy sẽ rất dễ sinh ra những cảm xúc tiêu cực. Cuối cùng, cảm xúc tiêu cực ấy sẽ ảnh hưởng tới cả sức khỏe thể chất, khiến cơ thể lùi trong trạng thái mệt mỏi, yếu đuối. Người như vậy thì làm sao sống lâu, sống thọ được?
Ngược lại, một người sở lợi không thèm để bụng, biết nặng, biết nhẹ, bao dung được cho mọi thứ, không tính toán so đo, người như vậy sẽ thu lại được kết quả bất ngờ. Người trường thọ điềm tĩnh, người đoản thọ luôn bất an. Dương Dương Minh, một nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc cho rằng, bản chất của tu thân chính là tu tâm. Chúng ta thường cho rằng, tu tâm chẳng qua chỉ là duy trì một tâm thái tích cực. Cách nói này chỉ đúng một nửa. Thế nào là tu tâm? Tu tâm chính là sự hòa nhập giữa lòng người và vạn vật trong tự nhiên mà không bị thế giới bên ngoài can thiệp, quấy nhiễu. Thuận theo tự nhiên, cái gọi là thiên nhân hợp chính là ý này. Nếu có thể khiến tâm của bản thân hòa hợp với vạn vật trong tự nhiên, vậy thì đời sống nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều. Thông thường mà nói, người trường thọ sẽ không có tâm tư trường thọ. Họ đều cho rằng sống vọn vẹn mỗi ngày là đủ rồi, cứ thong thả điềm tĩnh mà sống. Vì tâm lý sống thoải mái vô tư nên họ trường thọ. Tuy nhiên có rất nhiều người ngày hôm nay không sầu thì ngày mai tức giận. Sống trong môi trường tâm lý như vậy thì làm sao mà có thể sống lâu dài. Vậy mới nói giữ cho mình một tâm tư điềm đạm, thong dong, vô tư, thuận theo tự nhiên, vậy là đủ. Người trường thọ không toan tính, người đoản thọ tham lam. Một người quá tham lam tài phú cuối cùng chỉ có thể trở nên nghèo khổ. Bởi lẽ một người quá tham lam tự nhiên sẽ chẳng giữ lại được gì. Một người quá chấp niệm với trường thọ nhất định không thể trường thọ. Bởi lẽ họ quá toan tính và điều này thì đi ngược với tự nhiên. Nghĩ mà xem, các hoàng đế ngày xưa có trong tay thứ quyền lực cao nhất, có tất cả. Nhưng không ít người lại sớm ra đi vì đan dược, vì thuốc trường sinh bất lão. Sở dĩ xảy ra hậu quả như vậy đó là bởi vì họ quá chấp niệm với cái được gọi là trường thọ. Còn người hiện đại ngày nay thì chúng ta thích uống đủ các loại thực phẩm chức năng khác nhau, cho rằng là uống thực phẩm chức năng thì sẽ tránh được bệnh tật, sẽ sống lâu. Suy nghĩ như vậy là lệch lạc. Có một đạo lý rất thực tế rằng, nếu như thực phẩm chức năng quả thực khiến con người ta sống lâu trăm tuổi, vậy thì người giàu chẳng phải ai cũng có thể sống tiếp 500 năm ư? Làm người đừng quá chấp niệm hay toan tính với một điều gì đó. Nhiều khi là không cố tình làm một việc gì đó lại cho ra được kết quả mỹ mãn. Người trường thọ tiến bộ dần dần, người đoản thọ khấu hao bản thân. Trên thế giới này, nguồn nước của biển lớn là vô tận và liên tục. Còn chúng ta nếu muốn sống tốt hơn, cần phải tìm hiểu về trí tuệ của nước và trở thành một người giống như nước vậy. Giống như nước chính là để bản thân xuôi theo quỹ đạo của vận mệnh, không dễ để xảy ra những biến cố cuộc sống quá lớn, càng không tự mài mòn bản thân. Một dòng sông chảy ra biển chỉ cần nó cứ từ từ thông thả mà chảy, nhất định sẽ không bao giờ cạn kiệt. Nhưng nếu nó lựa chọn chảy thật nhanh, vậy thì nó cũng sẽ bốc hơi rất nhanh chóng. Làm người như vậy, đừng lúc nào cũng nhanh chóng vội vàng, muốn có được cái gì đó ngay lập tức mà đánh đổi bằng chính cơ thể, chính sức khỏe của bản thân. Bạn cần phải biết rằng năng lượng là một thứ rất khó để bù đắp lại, đừng để nó bị bọn trút cạn kiệt. Nói tóm lại, cứ thong thả từ từ mà tới, không cầu nhanh, chỉ mong ổn, đó mới là đạo trường sinh. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên ấn like và theo dõi kênh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.